Rồi, ok rồi. Giờ mình sẽ test thử cái loa nó có hoạt động không nha. Giờ mình gắm vô máy tính mình nghe thử nó được không? Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ mod cái tai phone này. Mình sẽ chuyển cái màng loa của hai cái tai phone Bluetooth này sang cái màng loa của tai phone này. Cái màng loa ở đây nó có ưu điểm là nghe nhạc bass nghe đã lắm, nhưng mà nó hết pin rồi. Với lại nó không có cầm pin giống như lúc đầu nữa. Nên mình sẽ chuyển cái từ đây cái màng loa này qua cái màng loa này để nghe mình chơi game hoặc là mình làm gì trên máy tính cũng được. Cái này thì nghe cái kết cấu này nó ok, nhưng mà nó nghe không có hay bằng cái này. Bây giờ mình sẽ tháo cái màng loa của hai cái loa này, của cái phone này, và tháo hai cái màng loa này ra để thay từ cái này qua cái này. Rồi bây giờ mình sẽ tháo rồi nha. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra trước. Rồi. Rồi, được hai cái nha các bạn. Cái dây của nó này nó có hai dây màu vàng màu xanh, mà màu mình nó nối được vào hai cực cực trên này, cực trên màu đỏ này là núi màu xanh như màu đỏ nữa nha. Cực màu vàng là có núi cực dưới của loa. Mình khi mình tháo ra mình phải nối giống y cũ cho các bạn, bởi vì nó mới đúng cực của loa, nó mới hát, nó mới ok được, nó mới hát, nó phát loa mới hay được. Cho nên mình nói cực cực á là nó âm thanh nó không có hay. Rồi bây giờ mình sẽ tháo tiếp trước cái này ra, cái này mình bỏ đi, có thể tận dụng cái mặt này mình làm gì cũng được. Hôm nay mình cũng lấy cái da mình đặt hai cái đường này ra này. Rồi. Này các bạn, cái màng loa nó có một chữ chấm đỏ này, mình sẽ nối với tương tự như vậy.
cái lo này nó có tạo lòng, cái này là dạng như cái anten đó, cái là anten phát sóng của thu nhận Bluetooth. Đây là cái mic của nó này, đây là nút nút nhấn mình chuyển chuyển bài hoặc là mình trả lời cuộc gọi các kiểu, là cái nút này. Bên nó dưới đây cũng có một IC xử lý âm thanh Bluetooth, đồ này nó trùng luôn. Đây cái mic của nó có hai mic, hai mic lận, mic trên mic dưới. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra nha, tháo này ra. Cái này nó khá là cứng luôn á, nên mình phải phải bấm ra nó mới lấy được hai cái màn lo này ra luôn. Mình tưởng chừng nó hư rồi chứ, màn hình màn lo chút xíu. Bây giờ mình sẽ tháo màn lo này ra, mình thay cái màn lo này qua màn lo này. Này nó cũng cứng lắm nha bạn, bên này từ từ cho nó bể mất, nó phải tìm bên này. Này các bạn, cái nó cứng quá, mình này ra nó rớt cái màng loa ra, màng loa mà cái củ loa ra củ loa luôn. Không, cái này mà nếu mà không 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 thành công là chắc bỏ không luôn cái đập đóng này luôn rồi, cái màng loa ra luôn, cái củ loa ra luôn. Nên mình lắp lắp thử cái loa đây vô này, nó vừa khít luôn nè các bạn. Chúng mình nó vừa cho cái vị trí loa cũ luôn. Thì chắc là kích thước của các tai nghe đồ, cái màng loa thì nó như nhau trơn, nên mình đắp vô nó vừa khít luôn này. Không, con này mình không phải cần phải chế độ gì thêm nữa. Đó, giờ mình sẽ tháo cái lọc cái màng loa ra. Mình hàng lại, mà hàng loạt trước. Hai cái em sao nhớ như bạn, cái gì màu xanh đó này, màu xanh này là vô như màu đỏ, cái vị trí đỏ ứng như đỏ ở đây, vàng ngược lại. Thank you.
Rồi, ok rồi. Giờ mình sẽ test thử cái loa nó có hoạt động không nha. Giờ mình gắm vô. Mình tính mình nghe thử nó được không? Rồi, mình cắm vô cái loa máy tính là giờ mình để vô sát cho cái thứ các bạn sát cho điện thoại để các bạn nghe không nha. Giờ mình để cái loa này, cái màn loa trước. À, các bạn nghe không? Mình khi mà gắn vô cái vỏ nó sẽ nghe hay hơn. Giờ mình chuyển sang cái loa này. Chắc các bạn nghe nhỏ thôi đúng không? Nên nó hoạt động đó. Rồi giờ mình sẽ ráp vô cái vỏ này. Mình bỏ hết cái mấy thứ cái này hư. Giờ đây. Nó nghe khá to các bạn, dùng để tắt nhạc đi nó nghe to lắm. Mình sẽ ráp vô. Ráp đúng chiều cũ nó nha. Đây nhiều, nhiều khích luôn. Nhiều luôn các bạn. Mình sẽ cho các bạn nghe lại thử. Có hát không lâu nay đó ông lành luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.